chào mừng cả nhà trở lại với Thu Hà. Bữa nay thì chúng ta cùng tham khảo mẫu xe huyền thoại của Yamaha nha. Đó là Exciter 150 ha mọi người. Đối với cái dòng Exciter 150 này á thì chắc là mọi người cũng có quen thuộc với cái kiểu dáng này rồi. Và hiện tại thì một số nơi thì họ không có xe luôn mọi người ha. Nhưng mà bên Hà thì đang có sẵn xe cho mình luôn. Và xe là xe mới 100% nha. Nên anh chị nào mà đang tìm cái dòng này thì nhắn cho em Hà nha. Mẫu đầu tiên ở đây là phiên bản trắng ngọc trai nha mọi người. Trắng này là trắng nhám cả nhà nha, không phải trắng bóng đâu nha. Và nó cũng không phải trắng tinh nữa, gọi là trắng ngọc trai á mọi người. Tại vì nó trắng nhưng mà nó ánh vàng á, rất là đẹp luôn nha mọi người. Tem thì phối với tem màu tím nữa nè, tím rất là đẹp luôn. Cái mâm cũng có viền tím á mọi người. Nhà máy họ thiết kế, Yamaha họ làm rất là kỹ luôn mọi người, có để ý không? Thường thường á, khi mà một cái xe họ thiết kế ra á, thì cái tem với lại cái mâm nó sẽ có một cái sự tương thích nhất định đó mọi người. Có khi thì họ sẽ làm mâm đen nhưng mà họ làm cái viền cho nó giống với cái tem. Còn có khi á, thì họ làm họ sơn cái mâm một cái màu khác luôn mọi người, một cái màu cho giống với màu tem luôn, họ sơn nguyên cái mâm luôn kiểu vậy á. Nói chung là Hà thấy bên nhà Yamaha họ đầu tư về cái thiết kế rất là nhiều luôn. Tem họ thiết kế rất là đẹp ha mọi người. Màu này là màu zin luôn nha, không phải sơn lại đâu nha, màu zin của hãng luôn. Chỉ có 42 triệu 800 thôi nha. Chỉ có 42 triệu 800 thôi. Và mua góp thì đưa trước tầm khoảng 3 triệu trở lên là được nha. Còn anh chị nào mình thích mấy màu độc đáo lạ mắt thì có màu xanh ngọc này ha. Xanh ngọc này bên em sơn 3D nha mọi người. Mà đã sơn 3D thì cái phần tem này bên em sơn luôn á, chứ không có dán rời đâu nha cả nhà. Và mẫu này hiện tại là 44 triệu 800 nha mọi người. Đây là phiên bản màu 3D nha mọi người. Trả trước tầm khoảng 5 triệu trở lên nha. Còn đây là màu bạc cam ha. Em này á, thì nó là cái model của hồi trước, nhưng mà bên Hà vẫn còn sót một xe, hai xe thì bên Hà trưng ra để bán luôn. Chiếc này bây giờ là hàng hiếm á mọi người. Xe là xe mới nha mọi người, chưa có qua sử dụng, chưa có lăn bánh nha. Đó, và giá em này hiện tại là 43 triệu nha mọi người. Và mua góp thì có thể trả trước tầm khoảng 4 triệu trở lên là được ha. Đó, còn em này là phiên bản màu đỏ đen 3D nha mọi người. Đó, đỏ đen 3D, giống như cái chiếc xanh bạc hồi nãy nha cả nhà. Đó, chiếc màu trắng đỏ này là phiên bản màu zin ha, là 42 triệu 800 ha. Cái phiên bản màu 3D này Hà bảo hành sơn cho mình 1 năm nha mọi người. Còn này là màu zin nha mọi người, phiên bản giới hạn màu zin luôn nè cả nhà. Đó, thì những cái màu zin thì nó chỉ tầm khoảng 42 triệu 800 tới 43 thôi nha. Và mua góp thì mình đưa trước tầm khoảng 3 tới 4 triệu trở lên là mua được xe ha mọi người. Còn anh chị nào á, mà mình mê mấy cái màu dòng xe nhập khẩu á, mà E150 thì Hà có mít kinh nè mọi người. Kiểu dáng thì nó rất là giống ha, rất là giống với lại E150 nhưng nó là hàng nhập ha, nó có cái bát phía trước nè mọi người. Với lại xe này nó sẽ có bàn đạp nha. Mít kinh hiện tại là 45 triệu nha mọi người. 45 triệu trả trước tầm khoảng 5 triệu trở lên nha cả nhà. Đó. Rồi hiện tại thì bên Hà đang triển khai nhiều cái chương trình ưu đãi rất là lớn. Chẳng hạn như là mua góp thủ tục đơn giản, chỉ cần căn cước công dân gốc thôi và đủ 18 tuổi là được hỗ trợ lên hồ sơ góp rồi. Với lại là mình có hồ sơ tốt thì trả trước từ 20%, có làm hồ sơ online trước nha mọi người. Đậu hồ sơ rồi mình tới cửa hàng mình ký để lấy xe nha. Phải tới cửa hàng ký hợp đồng mới được nha mọi người, chứ không ký hợp đồng online được ha. Còn chị nào ở xa quá muốn ship xe thì liên hệ với Hà để tránh lừa đảo nha. Số điện thoại của Hà là 0356 806 537, có Zalo chính chủ nha. Mọi người nhắn qua Zalo cho Hà cũng được ha. Hôm nay thì Hà sẽ tạm dừng video ở đây. Mọi người có thêm thắc mắc gì liên hệ với Hà trước nha. Đặt lịch hẹn trước còn được giảm thêm từ 1 triệu đến 2 triệu tiền xăng xe nha mọi người. Bye bye và hẹn lại cả nhà.